welcome back to my channel, Lubu Live Vlogs. And I have dinner now with papaya. This one, papaya, and bò của các bạn không biết là kêu bằng cái gì, quên rồi. Chili sauce, onion, yeah, and soy sauces, yeah, so very very delicious. Bột chiên, cái này là bột chiên nha các bạn, với đu đủ nè, trứng gà nè, rồi bột gạo nè, với lại là hành lá hành tây nè, rồi nước tương, mà nước tương này là người ta pha rất là lỏng á các bạn, thì nó không có bị mặn, mà nó như là người ta có bỏ đường như nữa đó, cho nên ăn nó sẽ nghe ngọt ngọt, rất là ngon và very hungry. Now 9 p.m. now, so late for me have dinner, yeah, so very hungry now, and ready to eat, to have dinner, so very delicious. Cái này là 25.000 phần các bạn, 25.000 phần, rất là ngon ha. This one only $1 for 2 each, yeah. Cái này là 25.000 một phần, là hai trứng các bạn, nếu mà một trứng thì có 20.000 thôi, tại mình thấy cái bảng của người ta bán đó là 20.000, nhưng mà hỏi là ăn bao nhiêu trứng, ăn hai trứng thì 25.000, nhưng mà cũng rất là ngon các bạn, rất là nhiều luôn, nguyên một dĩa bự luôn á, rất là ngon ha. Very delicious. Đây là bột chiên, cái này là món của người Hoa các bạn, như này là mình mua ở Thủ Dầu Một Bình Dương, chợ Thủ Dầu Một, gần mấy cái chỗ mà ngay chỗ cái vòng xoay nhỏ nhỏ của để mình vô chợ các bạn, thì nó là gần cái chỗ mấy người ta bán bánh mì á, ở khúc giữa đó, rất là ngon ha. Cái quán tên là ông già gì đó, bột chiên ông già, rất là ngon ha. Thì cái này là người ta chiên bột, xong rồi y như là có cái video trước á, là mình đã chia sẻ là khi mình có quay lại làm cách người ta làm các bạn, rất là ngon luôn ha, thì ăn rất là thích. Thì cái món này á, hồi xưa á các bạn, hồi xưa khi mà mình đi học dạng là đi học lớp